Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2023, lễ thánh Josaphat, giám mục Tử Đạo. Thứ hai, tuần thứ 32 mùa thường niên, năm A. Khởi đầu sách Khôn ngoan. Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính, hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa sẽ gặp thấy người, và người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào người. Vì chừng những tà ý làm xa cách Chúa và quyền năng bị thử thách sẽ xử phạt những kẻ ngu đần đó. Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn gian ác và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần, đấng dạy dỗ chúng ta sẽ xa tránh gian dối, lánh xa những tư tưởng ngông cuồng và lui đi khi sự gian ác tới. Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói lộng ngôn, vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can kẻ ấy. Người thực sự kiểm soát lòng nó và nghe lời nó, vì thần trí Chúa tràn ngập hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con. Ngài biết con lúc con ngồi, khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con từ đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ. Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. Khi lời nói chưa lên tới đầu lưỡi, thì kìa, lạy Chúa, Ngài đã biết cả rồi. Sau lưng hay trước mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên mình con, Chúa đặt tay. Đối với con, sự thông minh này quá ư huyền diệu, quá cao xa, con thơ không thể hiểu ra. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. Con đi đâu sao khước được thần linh của Chúa? Con trốn đâu cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được tới trời thì cũng có Ngài ngự đó. Nếu con nằm dưới âm phù thì đây cũng có mặt Ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. Nếu con mượn đôi cánh của hồng đông và bay đến cư ngụ nơi biên cương biển cả, tại nơi đây cùng bàn tay Chúa dẫn dắt con và tay hữu Ngài nắm giữ con. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đó, con xưng tùng Cha vì Cha đã mà khai những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mòn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu, thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận, nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó. Và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó. Cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần, và 7 lần nó trở lại nói cùng con rằng: tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa rằng:
Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng, nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lối sống của Kitô hữu. Chúa Giêsu nói, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Luca chương 17 câu 6. Suy niệm. Theo Thánh sử Luca, những năm tháng rao giảng của Đức Giêsu nằm trong cuộc hành trình dù không mang tính địa lý nhưng có chung điểm đến là Jerusalem, nơi Ngài hoàn tất công trình cứu độ. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Luca chương 19 câu 28. Luca chương 9 câu 51. Đoạn tin mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh ấy. Chúa Giêsu dạy các môn đệ những thái độ cần có để trung thành theo Chúa đến cùng trong hành trình này. Một mặt, các môn đệ không gây gương mù gương xấu, làm cớ vấp phạm cho người khác, nhất là cho những kẻ bé mọn. Mặt khác, phải luôn luôn bao dung đối với những ai xúc phạm tới mình, và nhất là phải vững lòng tin cậy vào Chúa vì Ngài quả quyết. Đức tin có sức mạnh vô song, có thể chuyển núi dầu nôn, dù đó là một đức tin chỉ lớn bằng hạt cải. Mời bạn, trở thành Kitô hữu cũng có nghĩa là bạn trở thành môn đệ của Ngài. Bạn có một cuộc sống mới theo Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Mời bạn thường xuyên suy gẫm lời Chúa để nhờ đó bạn được thần khí Chúa hướng dẫn. Bạn có thể thay đổi cách sống, cách nghĩ, thường tình và mặc lấy tâm tình, ý hướng của Đức Kitô. Lúc đó, bạn trở nên một với Đức Kitô. Bạn sống nhưng là Chúa Kitô sống nơi bạn. Sống lời Chúa, trung thành đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin để con luôn được tin yêu trung thành với Chúa, luôn biết sống trọn tình công thảo và chan hòa yêu thương tha nhân. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Ánh mắt mẹ tôi. Paul Nagai, một bác sĩ người Nhật, từ sau quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, đã trở thành con người bất hủ vì sự tận tụy và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của ông. Từ vô thần, ông đã trở thành người có niềm tin. Ông đã giải thích như sau. Trong kỳ nghỉ mùa xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ hai y khoa, mẹ tôi trúng phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của người. Trong cơn hấp hối, người nhìn tôi và thở ra. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt người mẹ đã sinh ra, đã giáo dục và đã thương tôi đến cùng. Cặp mắt này đã nói với tôi một cách rõ rệt rằng, cho dù khuất núi, người vẫn ở bên tôi luôn mãi. Tôi không tin gì ở sự hiện hữu của linh hồn. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của mẹ tôi đã nhìn thấy linh hồn của người. Từ đó, con người tôi đổi hẳn. Tôi tin rằng mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, đã yêu thương tôi, không thể bị tiêu diệt hoàn toàn sau cái chết. Chúng ta có một linh hồn bất tử, đó là nền tảng của phẩm giá con người. Nếu sinh ra, sớm nở tối tàn như bông hoa đồng nội và cuối cùng trở về với cái không vô tận, thì đâu là giá trị của con người? Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta mang trong mình ánh lửa của vĩnh cửu. Cho dù thân xác này có hư nát đi, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống mai hậu. Đó là cùng đích của tất cả mọi bôn ba lao nhọc của chúng ta trên cõi đời này. Bạn sẽ chuẩn bị gì cho mảnh hình hài còn lại ấy? Bài trích sách lẽ sống.